Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào anh em có niềm đam mê cái năng lượng mặt trời. Thì hôm nay mình sẽ ra một cái video để thanh lý cái biến tần Sigatech 2.4 2.4 2400W và một cái ắc quy lithium 24V có cái dung lượng là 100 Ah. Và cái ắc quy này thì mình sử dụng được khoảng 1.5 năm thôi. Còn cái biến tần này mình sẽ sử dụng được khoảng 18 tháng thì cũng khoảng 5.5 đó. Thì trước khi mình thanh lý thì mình cũng giải thích cho chúng ta, thì trong khoảng thời gian vừa qua mình đã sử dụng rất là ổn định luôn, cả gia đình mình luôn, mình sử dụng cả gia đình máy giặt nè, hai máy lạnh, rồi buổi trưa mình sử dụng bếp từ, nói chung cả cái hệ thống này sử dụng rất là trơn tru. Tuy nhiên tại sao mình thanh lý, mình thanh lý là tại vì mình mua một cái biến tần 48V rồi, cái này là 2.4, mình thấy hiệu quả quá cho nên mình mua cái 48V loại 6.200W. Chính vì vậy là mình sẽ thanh lý cái biến tần này và cái ắc quy 100 A 24V kia. Còn cái ắc quy mà màu xanh xanh mình nhìn á, đây là cái loại pin S168. Thì cái này mình ghép từ những cái viên pin S168 lại. Khi mình nâng cấp lên cái hệ 48V thì mình sẽ biến cái thằng 24V này nè thành cái 48V. Còn cái ắc quy màu đen đen ở đây đó được kết nối từ những viên pin 32700, đây là những viên pin 32700. Thì cái ắc quy này á, thì mình đã lắp vào đây là cái mạch cân bằng toàn dãy nè, mạch cân bằng toàn dãy, rồi cái mạch đó là 100 A. Thì khi thanh lý mình sẽ thanh lý cả cái biến tần nha, cả cái biến tần và cái ắc quy lithium mình chỉ thanh lý là cái mức giá chỉ là 8 triệu mà thôi. Xin nhắc lại anh em nha, mình chỉ thanh lý với cái mức giá 8 triệu. Nếu anh em nào mà chúng ta muốn có nhu cầu nâng cấp cái hệ năng lượng mặt trời, mình sử dụng hệ 48V hệ 24V đó và 3 trong 1, cái này là thằng Sigatech này 3 trong 1 nha. Có nghĩa là gì? Sử dụng điện mặt trời, sử dụng ắc quy và điện lưới luôn. Nói chung là khi chúng ta lắp vào gia đình chúng ta không cần phải làm gì cả. Thì video này mình muốn chia sẻ là như vậy. Còn nếu mà chúng ta muốn chi tiết hơn, chúng ta muốn cụ thể như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để trên màn ảnh hoặc là số Zalo đó. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết chúng ta. Nhắc lại một lần nữa là hiện tại là cái biến tần mình đang hoạt động rất là bình thường nha, không hề có dấu hiệu hư hỏng gì cả. Mình chỉ nâng cấp lên cho nên là mình thanh lý mà thôi. Đây là cái 180 A, cái này là ắc quy 24V 180 A, còn cái này là cái ắc quy 24V 100 A. Do nó khác loại cho nên mình muốn sử dụng cùng một loại thôi, cho nên mình thanh lý nó. Rồi anh em nào thật sự có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại màn ảnh mình sẽ cung cấp cho chúng ta. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.